nhìn công viên đầy sức sống này, hẳn không nhiều người nghĩ trước đây nơi đây từng là bãi rác. Được hồi sinh từ khu đất ngập trong rác thải, công viên rừng Trương Dương, quận Hoàn Kiếm giờ đây đã được khoác lên mình tấm áo mới đẹp hơn, thân thiện hơn với môi trường và được người dân yêu thích hơn. Với tổng diện tích 9.000m2, Vườn rừng Trương Dương được chia thành 3 khu chính, đa chức năng, cung cảnh quan đẹp đẽ, sạch sẽ. Các đồ dùng, dụng cụ đều được lựa chọn khéo léo, sao cho thân thiện với môi trường, phù hợp với từng mục đích sử dụng. Chính vì thế, khu công viên rừng này trở thành địa chỉ quen thuộc, được người dân ở mọi lứa tuổi trong khu vực rất yêu thích. Em thấy là nó cũng vừa nó vừa thoáng mát, cũng như là có cái bầu không khí xanh để mình có thể hít thở một cách trong lành. Bên cái đấy thì nó cũng thay thế việc thay vì mình chơi game mình có thể chơi game hàng tiếng đồng hồ thì có thể ra đây để nâng cao sức khỏe cho mình ạ. Tôi thấy từ ngày mà có con đường sạch sẽ và có nơi vui chơi giải trí cho các cháu kể cả cháu nhà tôi cũng thường xuyên xuống đây chơi rất là, là sạch sẽ và không còn mùi hôi thối như ngày xưa nữa. Đấy, tôi rất là mừng một điều còn đặc biệt hơn nữa, đây là thành quả của nguồn vốn xã hội hóa và được chính những người dân trân trọng gìn giữ bảo vệ. để được sạch như thế này thì uh, tổ dân phố đã thành lập cái gọi đội cộng đồng giữ gìn cái vừa công tác đảm bảo quản và giữ gìn cái vệ sinh ở đây đấy, rất sạch sẽ hàng ngày đấy thì coi như bà con sáng ra rồi hoặc tối là ta thay nhau quét, hàng tuần nó quét dự án cải tạo các khu rác thải thành những công viên vườn hoa thân thiện với môi trường sẽ được quận hoàn kiếm nhân rộng trong thời gian tới với mục tiêu tạo ra không gian văn hóa đa năng phục vụ cộng đồng vừa giữ hệ sinh thái bản địa cũng như tạo ra các không gian giáo dục trải nghiệm sinh thái độc đáo